Hello, chào tất cả mọi người, mình đã trở lại rồi đây. Và hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một vài điều thú vị liên quan đến đôi giày của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Đầu tiên chúng ta hãy cùng quan sát hình ảnh Chiến Ca trong chương trình Bài Hát Của Tôi. Như các bạn đã thấy, Chiến Ca đi đôi giày thể thao cực kỳ thời trang với dây giày màu đen và màu trắng. Còn đây là hình ảnh bạn bo của chúng ta khi đang ghi hình chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng chỉ vài ngày sau khi chương trình Bài Hát Của Tôi của Chiến Ca lên sóng. Bạn hãy chú ý vào dây giày của bạn bo nhé. Bạn bo của chúng ta đi đôi giày Nike hoa cúc. Bạn ấy đã rất thông minh khi mix dây giày màu đen và màu trắng với nhau trông rất thời trang. Tuy nhiên điều đáng nói ở đây đó là trước đó bạn bo của chúng ta đã khoe đôi giày này trên mạng với hai sợi dây giày đều là màu trắng. Vậy tại sao bạn bo của chúng ta lại đổi từ hai dây màu trắng sang một dây màu trắng, một dây màu đen? Lẽ nào bạn ấy đã thấy đôi giày của Chiến Ca chăng? Chi tiết thú vị thứ hai mà mình muốn chia sẻ với các bạn sẽ liên quan đến đôi giày Travis Scott của Vương Nhất Bác. Câu chuyện bắt đầu bằng sự việc diễn viên Hạ Phàm bỗng nhiên buông lời chê bai Chiến Ca trên mạng xã hội vào ngày 21 tháng 10 năm 2019. Một tiếng sau đó thì bạn bo của chúng ta đột nhiên đăng ảnh đôi giày trượt ván đã sờn rách của mình với caption: "Rách rồi, tạm biệt đôi giày Chiến của tôi, đôi tiếp theo tiếp sức nào." Vương Nhất Bác dường như đang âm thầm cổ vũ Chiến Ca, nếu đã bị người ta làm tổn thương thì phải mạnh mẽ hơn nữa. Đây là đôi giày mới toanh được Vương Nhất Bác khoe trên mạng xã hội trong ngày mùng 1 tháng 11 năm 2019, cũng chính là ngày diễn ra fan meeting Trần Tình Lệnh. Điều đáng chú ý chính là bạn bo của chúng ta đăng bức ảnh này, đăng đôi giày này lên mạng với một biểu cảm vô cùng hạnh phúc, lại có một chút ngại ngùng. Như chúng ta đều biết, tất cả các đôi giày của bạn bo đều được tài trợ bởi Nike. Vậy việc có một đôi giày mới thì liệu có làm cho cậu ấy phấn khích đến mức phải đăng lên mạng xã hội, thậm chí còn đăng với một biểu cảm vô cùng hạnh phúc và ngại ngùng như vậy hay không? Thậm chí bạn bo còn chụp ảnh mình đi giày với rất nhiều góc chụp. Bình thường bạn bo rất ít khi đăng ảnh giày. Trước đây, nếu có đăng hình ảnh giày thì chỉ là chụp đôi giày mà thôi, không hề có hình ảnh bạn bo đi giày và chụp ảnh với nhiều góc độ như thế này. Vì bạn bo đăng hình ảnh đôi giày vào đúng hôm gặp Chiến Ca trong fan meeting Trần Tình Lệnh, cho nên chúng ta có một nghi vấn, đó là liệu có phải đôi giày này là do Chiến Ca tặng bạn bo hay không? Nếu như là do Chiến Ca tặng thì bạn ấy đã nhận được đôi giày ở đâu? Trước hết chúng ta hãy cùng quan sát bức ảnh này. Chúng ta thấy một cái bàn kê sát vào tường giống như bàn trang điểm. Bên cạnh có rất nhiều dây điện xung quanh và còn có thùng rác. Khi phóng to bức ảnh lên thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều vụn tóc chứ không phải là sợi tóc xuất hiện trong bức ảnh, chứng tỏ đây là phòng trang điểm hoặc phòng làm tóc. Bạn bo đã cổ vũ Chiến Ca khi Chiến Ca bị người khác làm tổn thương. Vậy thì Chiến Ca tặng giày khi thấy giày trượt ván của bạn bo đã cũ rồi cũng là chuyện rất bình thường. Vậy hai người họ có thật sự bên nhau hay không? Điều này thì không ai có thể biết được, nhưng mời bạn hãy xem đoạn phân tích sau đây. Đầu tiên chúng ta hãy cùng xem lịch trình của bạn bo. Ngày 27 tháng 7 thì bạn bo từ Thượng Hải bay đến Bắc Kinh. Ngày 28 bạn không có hoạt động nào cả. Và ngày 29 thì tham gia chương trình livestream cho đài Đằng Tấn. Còn đây là lịch trình của Chiến Ca. Ngày 27 tháng 7 thì Chiến Ca bay từ Hạ Môn đến Bắc Kinh. Ngày 28 không có hoạt động nào hết. Và ngày 29 thì tham gia chương trình livestream cho đài Đằng Tấn, giống như Nhất Bác. Ngày 27 tháng 7 cả hai đều có mặt tại Bắc Kinh. Ngày 29 thì cùng tham gia livestream cho Đằng Tấn. Vậy ngày 28 tháng 7 hai người đã ở đâu và làm gì? Chúng ta hãy cùng xem bức ảnh của Vu Bân, diễn viên Vu Bân đóng vai Ôn Ninh, đăng vào ngày 28 tháng 7, trực tiếp tắt tên của Chiến Ca và nói rằng: "Chiến Ca, anh đã diễn Ottoman khi nào thế?" Ngay lập tức thì Chiến Ca đã trả lời Vu Bân với một hình ảnh với cái phần nền được xóa sạch sẽ, và Vu Bân cũng khẳng định rằng bức ảnh đó là do Chiến Ca chụp. Như vậy chúng ta đã biết rằng Vu Bân và Chiến Ca đã ở cùng một chỗ vào tối ngày 28 tháng 7. Tuy nhiên Chiến Ca không muốn tiết lộ vị trí của hai người, do đó đã xóa phần hình nền trong bức ảnh của Vu Bân đi. Thì chúng ta hãy cùng thử phóng to bức ảnh mà Vu Bân đăng lên trên Weibo, sẽ thấy trên bàn có 6 chiếc khung ván trượt và có một số máy chơi PS và một cái ổ cắm điện có màu xanh và màu trắng. Trong một lần đi chơi ván trượt cùng với diễn viên Hạ Vũ thì bạn bo của chúng ta đã đăng chiếc ảnh ván trượt do diễn viên Hạ Vũ tặng. Vậy thì chúng ta hãy cùng phóng to bức ảnh thứ hai lên để xem bức ảnh này có gì đặc biệt nhé. Sau khi phóng to hình ảnh thứ hai lên thì mình phát hiện ra trong bức ảnh này có 6 chiếc khung ván trượt, bao gồm chiếc khung Venture, Independence và Supremes. Ngoài ra mình còn phát hiện ra một chiếc máy chơi game cầm tay PS và một cái ổ cắm màu trắng xanh. Những chi tiết này bỗng nhiên khiến mình nhớ đến hình ảnh mà Vu Bân đã từng đăng trước đó.
Vậy mình đã tiến hành so sánh hai bức ảnh. Một bức ảnh chính là nhà của Vương Nhất Bác và một bức ảnh chính là ở nơi mà Vu Bân và Chiến Ca đã từng ở vào ngày 28 tháng 7. Và mình phát hiện ra các chi tiết hoàn toàn trùng khớp nhau. Do đó mình đã đi đến kết luận là vào ngày 28 tháng 7 năm 2019 thì Chiến Ca, diễn viên Vu Bân và Vương Nhất Bác đã ở tại nhà của Vương Nhất Bác. Vậy hôm nay chúng ta phân tích đến đây thôi nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo của mình. Bye bye!